xin chào anh chị chào mừng anh chị đã quay trở lại với bản tin nhận định thị trường hàng ngày của cơ nhà đầu tư tài chính tự do thì ngày hôm nay như thường lệ chúng ta sẽ lại cùng nhau đánh giá phân tích về thị trường cũng như đi qua nhận định về một số những bài cổ phiếu từ đó giúp anh chị mình có thêm góc nhìn về thị trường để có thể đầu tư tốt hơn anh chị nào hiện tại đang xem video, nếu thấy hữu ích có thể là bấm like video, subscribe kênh, đăng ký kênh nếu anh chị chưa đăng ký. Bên cạnh đó thì ở phía dưới phần mô tả video em có để thông tin liên hệ là Zalo số điện thoại. Nếu anh chị nào muốn đồng hành cùng em ở trong đôi khách hàng thì có thể là kết bạn Zalo với em hoặc là kết bạn Zalo với số điện thoại trợ lý của em ở phía bên dưới này à, để liên hệ và tham gia đồng hành cùng em tại khách hàng VBS. Bên cạnh đó thì em có để một cái đường link à, tham gia nhóm cộng đồng ở phía dưới này. À, nếu chị nào muốn nhận cập nhật các cái thông tin về thị trường cũng như là được tư vấn về một số những mã cổ phiếu về danh mục của mình thì anh chị có thể tham gia vào room này thì sẽ có một số admin để hỗ trợ anh chị mình ha cảm ơn chị rất là nhiều vì đã theo dõi video của em thì bây giờ mình sẽ cùng nhau đánh giá phân tích một tí về thị trường ở trong phiên ngày hôm nay thì nếu mà ngày hôm qua chị nào đã xem cái video của em khi mà em đánh giá về cái tác động của Everin cũng như là một số những cái điểm mà chúng ta cần lưu ý khi mà thị trường đang chịu cái tác động từ phía thông tin và thông tin thì chắc chắn cái tác động ở đây đến từ việc là tâm lý nhà đầu tư bị thay đổi bởi vì về cơ bản hiện tại chính phủ trung quốc vẫn chưa có một cái động thái chính thức nào đối với công ty này và chúng ta phải hiểu được câu chuyện là khi mà anh chị hành động vì cái đó thì anh chị phải biết được là cái đó tác động như thế nào đến thị trường Việt Nam cũng như là đến các cái mã cổ phiếu mà anh chị đang nắm giữ. Còn về các bạn nếu mà chúng ta chỉ nghe là đọc các cái media, à, chúng ta lên các cái diễn đàn hay các room Zalo, à, chúng ta thấy là về câu chuyện là người ta lo ngại cái vấn đề liên quan tới việc là khủng hoảng tài chính, khủng hoảng kinh tế toàn cầu như là Bremen Brother 2008 thì nó sẽ khác. À, nên cái câu chuyện là quan trọng chúng ta bóc tách nó như thế nào và chúng ta cũng sẽ có một cách hành động nó phù hợp. Bởi vì về các bạn đó là một tin xấu chứ không phải là một tin tin tốt. À, thông tin xấu là tại vì sao? Nó là một cái hồi chuông cảnh tỉnh cho các doanh nghiệp hiện tại trong thời điểm Covid, đặc biệt là các doanh nghiệp có nợ vay cao. Anh chị phải biết được là Covid là một trong những cái tác động có thể nói là gì? Là bất khả kháng và nó có thể gây các cái rủi ro mà doanh nghiệp không thể kiểm soát được về cơ bản. Thì khi đó, à, các cái hoạt động kinh doanh nó không thể duy trì một cách bình thường được. Thì nếu cái dòng tiền doanh nghiệp họ quản lý không tốt, à, cái vấn đề về nợ vay họ quản lý không tốt, thì dẫn đến hoàn toàn có rủi ro, doanh nghiệp không có khả năng thanh toán khoản nợ thì khi một doanh nghiệp mất dòng tiền không có khả năng thanh toán thì nó sẽ dẫn tới gì cái nguy cơ là phá sản nên đó là cái mà chúng ta sẽ gì đánh giá lại một lần nữa các doanh nghiệp mà anh chị đang nắm giữ về các cái khả năng à, doanh nghiệp đó về nợ vay về thanh toán là như thế nào để biết được xem là doanh nghiệp mình nó có bị ảnh hưởng hay không còn về cơ bản câu chuyện Efrain hay là câu chuyện Dow Jones điều chỉnh tối ngày hôm qua tất cả đều liên quan tới tâm lý nhà đầu tư thứ nhất chúng ta đã từng nói với nhau về hai việc việc đầu tiên là về cuộc họp của Fed và tối ngày hôm thứ ba và thứ tư này À, việc thứ hai là việc mà nguy cơ khủng hoảng nợ Everend. à, thì khi mà chúng ta bóc tách nó à, tới ngày hôm qua thì à, cái việc đầu tiên mà em làm không phải là em nhận được thị trường bây giờ em biết á, là đa phần ở đây tâm lý nhà đầu tư mới là cái quan trọng thì việc đầu tiên mà em làm là em bóc tách về hai cái vấn đề đó hai cái sự kiện đó là về cái cuộc khủng hoảng nợ của Everend và về cuộc họp của fed thì chúng ta đánh giá lần lượt qua thì em đi sâu vào đánh giá một số các khía cạnh và từ đó đưa cho anh chị khách hàng của em một số cái góc nhìn à, và chúng ta kết luận được cái vấn đề đầu tiên đặc biệt là gì là cái đây à, Everend là một trong những cái case mà đã, đã có trước đó rồi à, thì với cái khả năng này thì nó chưa đến mức như là Bremen Brothers 2008 này à, tuy nhiên nó cảnh báo rủi ro về thị trường vốn của Trung Quốc à, đây là một trong những cái anh chị thấy được là do media họ bơm thổi lên quá nhiều khiến tâm lý giờ từ hoang mang chứ về cơ bản thì anh chị biết được là cái tổng nợ của Everton đâu đó tầm khoảng gần 100 tỷ đô nhưng mà trong đó thì có là gì khoảng 20 tỷ đô là nợ quốc tế đây là nợ trả lãi nha à, rồi 80 tỷ đô là nợ các nhà đầu tư ở nội địa còn phần còn lại là đến từ việc nợ các nhà sản xuất, à, nợ các khách hàng vân vân. thì cái vấn đề này tại sao à, euroworld nó phải lên tiếng và nó phải nói về câu chuyện là nó có thể không thạch không trả được nợ, không tâm tái được nợ, vì nó muốn yêu cầu chính phủ can thiệp vào để hỗ trợ trong vấn đề đàm phán à, với các chủ nợ, à, với các nhà cung cấp hay là với khách hàng về việc có thể là thanh toán nợ bằng cái bất động sản hay là về trì hoãn các khoản nợ hay là chia cái thời gian trả nợ ra vân vân để có thể giúp công ty duy trì được các hoạt động của nó. Nhưng chung thì tất cả những doanh nghiệp nào khi mà họ rơi vào tình thế khó khăn, đặc biệt là một doanh nghiệp lớn như Evonik thì họ cũng sẽ có những cách xử lý. Nhưng về cơ bản ở đây cái quan trọng nhất mình phải biết được là gì? Là chính phủ Trung Quốc họ cũng sẽ phải có những cái động thái để hỗ trợ. À, Chí ít là gì? Họ sẽ không để cho cái tình trạng là rủi ro hệ thống diễn ra. Bởi vì ở trong năm tới thì cũng sẽ có một uh, sẽ có một cái cuộc đại hội đảng. À, ở Trung Quốc thì họ cũng sẽ không để diễn ra các cái rủi ro về hệ thống về tài chính kinh tế như vậy trong bối cảnh nền kinh tế của họ cũng đang gặp rất nhiều khó khăn liên quan tới Covid. Thì nhìn chung à, chúng ta hiểu được cái tác động của nó, thì chúng ta biết được là à bây giờ nếu mà Ireland nó có bị ảnh hưởng gì đó, nó có phá sản thì cái khả năng mà lây lan sang toàn cầu là không cao, không phải là không có nhưng mà nó là không cao thôi. Thì đó là một trong những góc nhìn của mình để mình có thể bình tâm cái đã. À, trước hết là mình phải bình tâm cái đã. Cái thứ hai là mình nói về cuộc họp của Fed thì mình đã quá nhiều lần rồi cái câu chuyện là Fed nó sẽ gì, à, nó sẽ cắt giảm, các các cuộc tài trợ, mua lại tài sản để có thể là tăng lãi suất vân vân, những cái đó thì nó sẽ ngừng bơm tiền ở thị trường. thì anh chị phải hiểu được một cái điều theo kinh tế vĩ mô á thì trong một cái nền kinh tế à sau khi mà gì, cái thời đại khủng hoảng xảy ra và nền kinh tế bắt đầu phục hồi trở lại thì buộc các doanh nghiệp à nó sẽ bắt đầu phục hồi sản xuất kinh doanh và mở rộng sản xuất kinh doanh thì khi đó các doanh nghiệp nó sẽ cần nhu cầu về vốn thì khi mà các doanh nghiệp cần nhu cầu về vốn như vậy thì cái cầu vốn vai tăng lên thì chắc chắn dẫn tới việc là trong tương lai lãi suất phải tăng lên. Bởi vì cơ nó cũng sẽ đi kèm với việc là tăng lạm phát. À khi mà các cái nguyên vật liệu anh chị để ý đi anh chị có thấy là các cái nguyên vật liệu giai đoạn vừa rồi như là thép nè, như là về đường nè, vân vân cao su nè, đa phần đều tăng giá đúng không? Dầu khí nè, năng lượng. À khi mà nó tăng giá lên như vậy thì buộc dẫn đến các cái hàng hóa mặt hàng liên quan. À, được nó sản xuất nó à, cái nguyên liệu đầu vào nó tăng giá thì buộc cái nguyên liệu đầu ra à, các cái thành phẩm đầu ra cũng phải tăng giá lên dẫn tới việc là có thể gia tăng lạm phát. Thì cái việc mà Fed nó tăng lãi suất em nghĩ là sẽ sớm buộc. À sớm buộc. Chỉ là người ta đang lo ngại là có thể là tăng sớm hơn hay không thôi. Tức là trước đó thì ông Powell à, chủ tịch Fed thì ông cũng nói là ông sẽ duy trì cái lãi suất ở mức thấp tiệm cận bằng không à, có thể nhất là đến năm 2022, 2023 thì bây giờ người ta đang lo ngại là, à bây giờ có thể là có một cái động thái sớm hơn hay không. Thì cái này chúng ta phải chờ cái thông tin chính thức từ Fed. À, chúng ta cũng sẽ không đoán cái vấn đề này tất nhiên là nhìn chung thì cái động thái của Fed nó cũng sẽ cân đo đông đếm giữa rủi ro ở trong thị trường chứng khoán Mỹ à, cũng như là rủi ro thị trường tài chính Mỹ so với lại toàn cầu như thế nào để người ta đưa ra một cái quyết định à, và khi đó cũng được tham vấn bởi rất là nhiều những chuyên gia thì đó là cái mình sẽ nơi yên tâm rồi chúng ta nói về hai thông tin rồi đây tóm lại hai thông tin trên còn phụ thuộc rất là nhiều vào cách xử lý của Trung Quốc và chính thức à, và thông báo chính thức sắp tới của Fed à, chúng ta đánh giá để hiểu cái tác động của nó à, cũng như là gì À, chúng ta thấy được là cái thông tin đang được thổi phồng lên qua các phương tiện media tất nhiên rủi ro là có và tâm lý nhà đầu tư đang muốn bán thì điều chỉnh là cần thiết để hấp thụ cái này tại sao anh lại nói câu này à, nếu anh chị là tọa lập nếu anh chị là đội lái thì bây giờ nếu mà anh chị nhà đầu tư cá nhân đang muốn bán thì anh chị sẽ gì anh chị sẽ giữ giá anh chị sẽ mua nó với giá cao hay là anh chị có thể là tận dụng cái điều đó thuận nước đẩy thiền đưa cái mức chiết khấu về thấp hơn để có thể mua lại cái lượng hàng đó với giá thấp trong bối cảnh bây giờ là đa phần nhà đầu tư đều muốn bán thì cá nhân em nếu em là đội lái thì em cũng sẽ có những cái hành động như vậy à, nếu mà cổ phiếu em khỏe thì cuối phiên em có thể hấp thụ hết cái lượng cung đó và em kéo ngược nó trở lại nhưng về cơ bản thì cái việc mà tận dụng cái sự chiết khấu đó thì em có thể mua được cover được một cái lượng hàng với giá tương đối rẻ à, còn nếu mà cái cổ phiếu đó bây giờ à, nhà đầu tư đội lái họ không muốn cover họ không muốn đổi giá nữa rồi thì tất nhiên nó sẽ rơi khi mà ai cũng muốn bán hết khi mà tâm lý nhà đầu tư là đang yếu như vậy à, nên anh chị qua đó thì anh chị sẽ sàng lọc qua được các doanh nghiệp ngày hôm nay một số doanh nghiệp ngày hôm nay duy trì giá một số doanh nghiệp ngày hôm nay thậm chí đã tăng giá thì đó là những doanh nghiệp sẽ cá nhân đánh giá là nó khỏe so với mặt bằng chung của thị trường à, và chúng ta có thể sàng lập được một lần nữa cái danh mục của mình xem là các cổ phiếu ngày hôm nay cái mức độ giữ giá của nó so với thị trường là như thế nào rồi đó là về cơ bản em nói với anh chị là về hai cái thông tin đó cũng như là em muốn nói để anh chị hiểu rõ hơn về bản chất của nó cũng như là để anh chị tránh hoang mang và tất nhiên anh chị phải nhìn nhận được một cái vấn đề thế này à hai thông tin đó là không quá xấu như media đưa ra chứng khoán Mỹ tối ngày hôm qua cũng đã phản ánh khi mà giảm ở trong phiên có lúc lên đến khoảng 800 900 điểm thì ở cuối phiên đã có lúc chân lên khi mà chạm về cái vùng hỗ trợ quanh bay 800 điểm thì bây giờ thì đang xanh bây giờ thì đang xanh khoảng 300 điểm tức là đã phục hồi tương đối nhiều kể từ cái vùng đáy ngày hôm qua à nhưng mà chúng ta phải hình dung thế này à không phải chúng ta nói là hai cái thông tin đó là nó không xấu thì thị trường nó tốt về cơ bản cái vấn đề về thị trường là mình đã nói với nhau từ tuần trước rồi À tôi những tuần trước rồi khi mà mình nói về câu chuyện là bây giờ đa phần các cổ phiếu thứ nhất là các cổ phiếu mid cap và small cap à, đang thu hút dòng tiền. Anh à, chị nhìn ngày hôm nay. Thị trường tổng thanh khoản là 23.000 tỷ, VN30 là 9.000 tỷ. Tức là về cơ bản ngày hôm nay dòng tiền vẫn không vào trụ. Đây là cái điều mà mình sẽ dễ dàng nhìn thấy được. Thì khi mà thị trường điều chỉnh, khi thị trường tăng, khi thị trường giảm dòng tiền nó cũng không quan tâm tới trụ. Đó là một biểu hiện không hề tốt. Bởi vì sao? Bởi vì chắc chắn thị trường muốn đi lên được nữa cần phải có một nhóm ngành dẫn dắt mà cái nhóm dẫn dắt này nó phải đến từ các cái mà cổ phiếu có vốn hóa lớn, các nhóm ngành có vốn hóa lớn. và như nó nói ví dụ giả dụ như ngân hàng, à ngân hàng chiếm đâu đó tầm khoảng là 25 tới 30% tỷ trọng của toàn thị trường vốn hóa, thì khi nó tăng thì chắc chắn nó sẽ tác động tích cực lên chỉ số và ngược lại. để đến, đến về cơ bản mình sẽ hiểu được câu chuyện đó. nên rõ ràng ở đây thị trường nó hoàn toàn không phải là một thị trường tốt. À, và chúng ta sẽ cân đối được cái đó, chúng ta biết được à bây giờ không xấu, à nhưng mà cũng không phải là tốt đâu. à nên cái việc cơ cấu danh mục của anh chị luôn luôn phải đề cao cái vấn đề về quỹ rủi ro cũng như bên cạnh đó chị cũng phải cân đối cái tỷ trọng margin của mình bởi vì không phải như em nói với margin là một công cụ để gì để gia tăng lợi nhuận nó là đòn bẩy tài chính đến chị gia tăng lợi nhuận khi mà trong cái bối cảnh nền kinh tế thuận lợi anh chị có thấy doanh nghiệp nào mà họ vay nhiều vay nhiều khi mà nền kinh tế không thuận lợi không cơ hội kinh doanh không có không tất nhiên là không tức là gì khi mà anh chị nhìn thấy một cơ hội đầu tư mà cái xác suất anh chị thành công cao thì anh chị mới nghĩ tới việc sử dụng nợ vay đúng không để anh chị gia tăng cái khả năng sinh lời của nó lên à ví dụ anh chị vay một một thì anh chị lời một có thể thành hai như vậy nhưng mà nếu bây giờ anh chị nghĩ tới chiều hướng ngược lại là anh chị lỗ một thì anh sẽ lỗ hai đó là đòn bậy mà nó sẽ là con dao hai đuổi nên quan trọng nhất là gì à, là điều kiện thị trường à, điều kiện kinh doanh thuận lợi thì em sẽ đi vay để em sản xuất kinh doanh em mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh mà điều kiện kinh doanh không thuận lợi thì tại sao em lại đi vay nhiều em phải bắt đầu hạn chế nợ vay lại để tránh cái rủi ro ví dụ như con everin trong bối cảnh không thuận lợi như vậy mà doanh nghiệp kinh doanh quá nhiều lĩnh vực đa ngành và anh chị thấy là hầu như à có thể nói về mảng bóng đá nữa mỗi năm họ quan rất nhiều tiền vào đó và hầu như nó không mang lại lợi nhuận anh chị biết được là gì à cái đó là một trong những cái hệ quả của việc trung quốc đã bơm tiền rất nhiều ở trong giai đoạn trước đó và về chính quyền của tập cận bình thì ông cũng đã đang có những cái động thái để siết lại giảm bớt cái nợ vai lại cũng như duy trì một cái nền kinh tế xanh sạch đẹp à, nền kinh tế tăng trưởng bền vững anh chị thấy là gần đây có việc là họ bắt đầu hạn chế sản xuất à, thép luyện so thép nhiều bởi vì thép nó có thể sinh ra à, các cái khí gây ô nhiễm môi trường à, thì đó cũng là một trong cái động thái rất rõ ràng họ có thể hy sinh một phần kinh tế nhưng họ muốn bảo vệ người dân của họ họ muốn bảo vệ môi trường vân vân thì đó là một cái hành động em cảm thấy nó rất là hay ở giai đoạn vừa rồi thì cũng cho thấy được là ông cũng sẽ không để cho gì à, ảnh hưởng tới cái nền cái hệ thống tài chính của Trung Quốc cũng như là ảnh hưởng lan lây lan sang hệ thống tài chính toàn cầu đó là một góc nhìn cá nhân em thì khi em đánh giá như vậy thì khi đó mình sẽ nhìn thị trường à nó an tâm hơn mình sẽ không bị rối thật ra thì à, bất kỳ tình huống nào anh chị cũng không nên để bị rối thì đó là đầu video mình chia sẻ như vậy để anh chị hiểu về câu chuyện anh chị hiểu về những cái đó và chúng ta biết được như vậy để mình làm gì để mình nhìn lại xem danh mục của mình hiện tại nó có đang phù hợp với thị trường hay không à, mà nếu chúng ta đang sử dụng quá nhiều margin thì cá nhân em em cũng khuyên anh chị là gì à, kể từ thời điểm mà thị trường tạo đỉnh từ quý 1 quý 2 á, thì khi đó từ kể thời điểm sau đó thì anh chị đã hạn chế siêu margin rồi và chỉ siêu margin khi nào mà cổ phiếu của anh chị cái xu hướng đang tốt à cổ phiếu đang duy trì cái xu hướng tốt đang có những câu chuyện riêng hay là mức định giá còn hấp dẫn thì cái đó sẽ tùy thuộc vào góc nhìn của anh chị nhưng về cơ bản thì anh chị phải nhớ cho em là anh chị chỉ nên dùng margin à khi mà anh chị thấy đó là cơ hội đầu tư sinh lời khả năng cao à không nên dùng margin như một thói quen anh chị ha rồi đó là về thị trường Nên chung thì phiên ngày hôm nay điểm tích cực mà mình thấy được thứ nhất là về thị trường đóng cửa mức là đâu đó lanh quanh tầm 1339 điểm tức là nó cũng trên cái vùng hỗ trợ là 1335 trong cái nền giá là 1335 tới 1340 à, 40, 50 ngày hôm trước mình nói đây à, thì nó vẫn duy trì được trên cái mức đó thì đóng cửa trên một phần hai thân nến khối lượng duy trì cũng ở mức cao cho thấy là về cơ bản là vẫn có cầu đỡ giá thì mình sẽ đi bóc tách sâu hơn cái nến này ở bằng cái đồ thị chạc phúc thì anh chị nhìn cho em là ở đồ thị 60 phút thì anh chị thấy được là cáp được bán vẫn còn rất là lớn À, lực bán vẫn còn rất là lớn khi mà về các cái vùng hỗ trợ này à, và khi mà chạm đúng cái vùng hỗ trợ dưới này thì giá đã bật lại à, giá bật được trở lại và mình nhìn cái đồ thị về khung phúc đi đây mình nhìn thấy một cái điều ở đây là gap. à, chúng ta nhìn cái khung phút để mình nhìn thấy rõ hơn thì ở trong phiên nó cũng đã test lại rất là nhiều lần ví dụ anh chị thấy là đầu phiên này ngay lập tức từ đầu phiên khi mà cái gì cái thông tin cũng như là tâm lý nhà đầu tư yếu thì nó mở gap down xuống đây là một biểu hiện cho thấy là nhà đầu tư đang muốn bán bất chấp À, ATO bán ATO là bán bất cứ giá nào mà họ đang muốn bán và họ đang muốn tháo chạy khỏi thị trường thì khi mà nó xuất hiện một cái lực bán như vậy thì ngay lập tức anh chị thấy được là đã có một cái lực cầu hấp thụ lại hoàn toàn cái lực bán ra đó Ê, khiến cho cái đánh đầu phiên khối lượng duy trì ở rất là cao đây là khối lượng khớp ở phiên ATC ATO thì sau đó thị trường đã có một cái dịp phục hồi lên trở lại để nhằm lại đi muốn lắp lại cái gáp mở ra tuy nhiên chắc chắn là cái động lực là chưa đủ thì cũng như là gáp ấp mở lên thôi thì khả năng nó cũng sẽ có những dịp test lại gáp ấp thì ở gáp đau cũng vậy thì nó cũng sẽ có những cái nhịp test lại gấp đau ví dụ ngày hôm nay nó quay lại hai lần nó quay lên hai lần nhưng mà chưa lên được tức là chưa có khả năng lắp gáp thì nó sẽ yếu à, nó thì yếu trong phiên ngày hôm nay tức là gì ngày hôm nay là một dịp cung đã bắt đầu cạn dần rồi tức là cầu giá rẻ tốt nhưng mà cầu giá cao chưa chấp nhận ăn lên để có thể lắp lại cái gáp này đó là một động thái mà sẽ theo dõi tiếp tục ở trong phiên ngày mai còn về cơ bản phiên ngày mai thì nếu mà tùy thuộc vào tối ngày hôm nay Dow Jones nó phải ứng thế nào với thông tin về cuộc họp của Fed hay cũng như là với thông tin là có bất kỳ một cái thông tin nào đó hay không. Nếu tối nay Dow Jones vẫn duy trì tích cực như thế này thì khả năng ngày mai thì trường nó sẽ tiếp diễn à, cái đà tăng để gì có thể lắp gáp lại. Và sau khi lắp gáp lại thì cá nhân em đánh giá thì khả năng thị trường cũng sẽ sai quay thôi. À, về cơ bản là sẽ sai quay thôi chứ thực ra bây giờ em nói rất là khó có những động lực khi mà dòng tiền nó không quay trở lại với nhóm ngân hàng hay là khi không có một cái nhóm ngành nào đó dẫn dắt cụ thể thì rất khó cho thị trường à, có thể tăng được một cách mạnh mẽ hay là để vượt qua các vùng kháng cự ở phía trên. Thì bây giờ thị trường còn gặp rất là nhiều những cản trở nữa. Về cơ bản là như vậy để mình hiểu câu chuyện như thế. Thì ở trong phiên chị thấy nè, cái điểm mà anh chị ta để chú ý là gì? À, trong bất kỳ cái nhịp giảm điểm nào chị cũng nhớ cho em là luôn luôn sẽ có hai nhịp. Em lấy ví dụ ở đây đi. Đây là nhịp rơi đầu tiên. Thì luôn luôn sẽ có những nhịp bật lên và những nhịp test lại lần thứ hai. Thì cái điều kiện cần và đủ đó chính là cái cái nhịp lần hai, lực bán nó phải giảm đi so với nhịp đầu tiên. Anh chị thấy nè, nhịp này là nhịp một đúng không? Rơi xuống nè. Sau đó rơi xuống tiếp. Đấy, thì anh chị thấy là khối lượng lần một này, lần hai này vẫn cao hơn so với cái lần này anh chị để vô đây tôi nói đây là một trong những biểu hiện về cung cầu thôi anh chị thấy lên lần đầu tiên đúng không bật lên lại rồi bật lên thì cầu vẫn yếu và sau đó gì lại rơi tiếp đây là điều bình thường thì khi rơi tiếp anh chị thấy lực bán vẫn còn rất lớn đó thì lại gì bật lên tiếp lại một lần nữa rồi sau đó lại rơi là lần thứ ba thì sau ba lần rơi thì khối lượng đã giảm đi ví dụ như là lần này nè cái lần thứ ba khối lượng thấp hơn so với lần thứ hai à, và khối lượng thứ ba cũng thấp hơn so với lần đầu tiên thì đó là trạng thái cho thấy là cung đã bắt đầu yếu dần đi rồi thì có thể nó bắt đầu có những cái nhịp phục hồi đi lên bằng chứng là chị thấy là RSI nó phân kỳ đây mình nói thì mình sẽ thấy cái RSI nó phân kỳ dương lên nè đây giá thì giảm nhưng mà RSI đã dốc lên đó là một trạng thái bình thường về cung cầu nhưng mà đó là một trong những cái điều kiện cần để thị trường hãm cái đà giảm lại đó. và bây giờ giai đoạn phía sau này thì cá nhân em đánh giá thì cái khả năng thị trường sai quay lại rất cao bởi vì khi mà mình nhìn qua thứ nhất là về câu chuyện là thị trường nó mới vừa bị fail break lên cái biên trên là một 350 à, và sau đó nó quay về đây thì bây giờ kịch bản tích cực nhất thì nó duy trì tiếp tục sideways thôi. chứ thực ra rất là khó để thị trường nó có thể tăng lên được ngay lập tức lên cái vùng ở phía trên này trong bối cảnh nhiều cổ phiếu hiện tại cũng đang trong cái thời điểm là gì? À, đang chờ thông tin hoặc là bị thiếu thông tin. À, và người ta thì cũng đang, thật ra thậm chí là ở cái thị trường thế giới đi, thì bây giờ người ta cũng đang chờ cái thông tin chính thức đến từ Mỹ hay là đến từ phía Trung Quốc à, về những cuộc họp phép hay là về những cái động thái đến từ Elon thì đó là một trong những cái mà em nghĩ ở đây nó mang yếu tố là rủi ro ngắn hạn, à, rủi ro ngắn hạn tất nhiên là như em nói rồi cái tác động của nó đến thị trường Việt Nam hay là nó lây lan sang thị trường Việt Nam là không quá lớn nhưng mà rủi ro ngắn hạn ở đây là rủi ro liên quan tới về tâm lý nhà đầu tư à về tâm lý nhà đầu tư à, cũng như là một số những cái hành động mà có thể khiến cho gì à cái thị trường nó phản ứng một cách thái quá đi à, đó là rủi ro là có à như em nói với chị thì nên cái vấn đề mà chúng ta xử lý danh mục hay là cơ cấu danh mục phải phù hợp với từng bối cảnh của thị trường à và ví dụ như kể từ sau cái nhịp giảm này thì hầu như chị đã bắt đầu có phải có sự cân nhắc về margin rồi bởi à, vì xu hướng thị trường bây giờ nó không phải như giai đoạn trước đó vì đoạn trước đó là thị trường nó tạo đá sao cao hơn đá trước nhưng mà hiện tại thì thị trường nó vẫn tạo đỉnh sao thấp hơn đỉnh trước đá sao cao hơn đá trước tức là trong một cái mô hình tam giá đối xứng à, đây không phải là mô hình của đây không phải là một cái xu hướng tăng à nó chỉ là về cơ bản là gì nó là một cái quá trình điều chỉnh và đây là mô hình tiếp diễn xu hướng thôi cho đến khi nào mà nó confirm được cái vùng gì ở à, cái vùng biên ở phía trên nó hình thành một cái đỉnh sao cao hơn đỉnh trước thì nó mới là gì hình thành tiếp tục một cái xu hướng tăng ở giai đoạn sau đó nó à, chỉ nhớ cái đó cho em ha rồi đó là về thị trường à, nhìn chung thì mình hiểu rõ như vậy ở trong phiên để mình biết được cái câu chuyện này anh chị để ý một cái điều nữa nè một cái điều mà chắc là ít anh chị để ý nhưng mà anh chị có thể để ý á. chúng ta nhìn cái đồ thị một phút á anh chị thấy được một cái điều thế này là thị trường khi mà nó đi lên á đây là một trong những cái mà em thường nói với anh chị nha kể từ sau cái dịp bán tháo diễn ra anh chị thâu khối lượng bán rất lớn đây là một cái đợt mà hấp thụ lại rất là nhiều cái lượng bán ra cái đợt bán tháo mà khoảng 10 giờ thì hầu như được hấp thụ lại tốt thì sau khi mà hấp thụ lại như vậy rồi anh chị để ý nè kể từ sau đó nha những cái đà tăng á anh chỉ thấy một cái hiện tượng là giá tăng khối lượng tăng theo, Đấy, giá giảm khối lượng giảm xuống, anh chị có thấy không? đây giá tăng khối lượng tăng, à, sau đó giá giảm thì khối lượng giảm xuống, đây là một biểu hiện khá là tốt trong cái quá trình mà thị trường nó phục hồi đi lên. Bởi vì giá tăng khối lượng tăng, giá giảm khối lượng giảm đồng nghĩa với việc là gì? cái lượng cầu là nó khá là đồng thuận với thị trường. À, và như em nói là hiện tại theo em thì vẫn chưa đủ để thị trường bật lên được liền. À, và em kỳ vọng là giai đoạn sau đó nhất là phiên ngày mai nó sẽ test lại cái gáp ở trên à, ví dụ trong bối cảnh mà gì cái kịch bản tiêu cực là gì là nó giữ giá được ở đây một hai phiên mà không lắp gáp thì anh chị có thể lật cái đồ thị lại nó cũng giống với việc mà anh chị bỏ gáp ra mà test lại một hai phiên mà không lắp hết giống như con bê cô ở đây nè đem nói với anh chị cái gáp này nha anh à, chị tưởng tượng đây là một cái gáp đau đi thì nó sẽ có những nhịp test lại gáp đúng không tất nhiên là như vậy bởi vì nó sẽ test lại cung cầu ở đó thì sau khi mà mở gáp ra này khối lượng là có là cao à, cho thấy cái sự bán lực bán rất là lớn thì nó sẽ có những dịp quay lại test gáp đó và nếu mà trong bối cảnh nó không lắp cái gáp à nó vẫn giữ ở đó thôi mà không lắp gáp thì đó là một biểu hiện cho thấy lượng cầu ở đây rất là khỏe và họ chấp nhận mua lại hết cái lượng hàng giá cao ở đây bởi vì sao bây giờ họ hoàn toàn có thể mua giá dưới này tại sao họ lại không mua à, và khi họ đã hở gáp ra rồi thì cho thấy được là họ đã mua cái lượng cơ số hàng rồi ở phía trên này rồi nên họ có thể chấp nhận mua cái vùng giá cao và từ đó thì giá cổ phiếu đẩy lên ở giai đoạn sau đó à, thì như nói với chị ngược lại thôi với một cái xu hướng giảm à, với một cổ phiếu đang giảm à, với một cái đau trên à, với một cái gáp đau diện mở ra mà gì mà những cái quá trình mà lắp lại gáp test lại gáp mà nó không thể gì quay lên trên được lắp cái gáp đó lại thì đó là biểu hiện cho thấy là gì cái lượng cung à, cái lượng cung vẫn còn rất là mạnh à, và họ, họ những nhà đầu tư muốn bán họ chấp nhận bán cái vùng giá thấp à, nên mình theo dõi cho em các cái vùng hỗ trợ ở đây chúng thì hỗ trợ hiện tại của thị trường là tầm một ba trăm ba mươi tới một ba trăm năm mươi thì em kỳ vọng là có thể là tiếp tục duy trì được ở trong cái biên này và tất nhiên thì vẫn sẽ phân hóa và danh mục của mình nó vẫn sẽ gì phải cơ cấu theo cái sự phân hóa của cổ phiếu theo xu hướng cổ phiếu rồi à, mình nói một xí về phái sinh ở trong phiên ngày hôm nay thì in chung phát sinh viên ngày hôm nay thì đã chuẩn lại được cái đà giảm rồi nhưng mà vẫn chưa xuất hiện một cái nhịp mà theo cái anh em nghĩ là nhịp cao trào bán nên và như ngày hôm qua em nói với anh chị tức là thường thì những cái cái nền mà nó xây càng lâu thì cái xác suất mà cổ phiếu mà nó thủng vào cái vùng nền đó thì nó sẽ càng thấp hoặc là nó sẽ mất một cái lượng thời gian tương ứng để vượt để thủng cái nền đó thì theo cái như em nghĩ giai đoạn này khi mà thị trường ngày hôm nay đã mở gáp và nó thủng cái vùng nền ở đây hay là thậm chí là các cái vùng nền ở đây là quan tâm là một mươi 443 tới một năm 450 điểm đó. thì em nghĩ trong bối cảnh tích cực hiện tại nếu mà tối nay đâu cho như thì tốt thì có thể ngày mai thị trường nó quay lại về cái nền đó một lần nữa à chúng ta kéo dài cái nền đó, nó quay lại cái nền tầm một mươi 443 tới một năm 450 một lần nữa à, để có thể test lại cái nền này à, và sẽ sai quay lại trong cái biên này mà nếu trong bối cảnh nếu mà ngày mai nó xuất hiện cái nhịp cao trào bán thì nó sẽ ủng hộ cho cái là tăng ở phía sau thì thị trường nó sẽ lên tiếp. Còn trong bối cảnh mà ngày mai nó không xuất hiện những nhịp cao trào bán mà thậm chí là có cao trào mua thì khi đó chị xác định luôn là thị trường có thể rơi về những cái vùng sâu hơn rất nhiều. À, khi mà phát sinh hiện tại thì theo cá nhân em thì nó vẫn chưa có một cái động thái để hấp thụ được hết cái lượng cái lượng sót ở phía trên này à, nên chị theo dõi thêm ha. Rồi đó là về thị trường. À, thanh khoản thì cũng có sự gia tăng đặc biệt là khi mà xuất hiện bán tháo thì thanh khoản tăng rất là đột ngột à, thanh khoản thị trường nó tăng đâu đó lúc đó tầm khoảng hai nghìn tỷ hơn hai nghìn tỷ à, về cuối phiên thì nó, nó bắt đầu nó chạm ngưỡng lại nó giảm ngược lại thì nhìn chung thì ngày hôm nay thanh khoản khoảng 23 ba nghìn tỷ thì theo cá nhân em cũng là cao cũng tương đối là cao rồi dòng tiền thì chưa về trụ vẫn tập trung ở nhóm vốn hóa nhỏ khi mà anh à, chị thấy là 136 mã tăng một có tới 33 mã trần à, cho thấy được là hầu như các mã trần đây là các mã cổ phiếu mid cap hay là small cap rồi đó là về thị trường cũng như là một số chia sẻ của em hãy nhớ cho em một điều là tức là kinh nghiệm của anh chị là gì khi mà chị tham gia thị trường thì hãy nhớ quan trọng khi mà chị tiếp nhận một cái thông tin đó thì chị phải biết được cho em là thông tin đó nó ảnh hưởng như thế nào tới doanh nghiệp của anh chị bởi vì cái mà anh chị đầu tư là doanh nghiệp anh chị đầu tư ở đây trong bối cảnh đó anh chị không bán cổ phiếu thì anh chị hưởng cổ tức anh chị đầu tư ở đây cái phần lợi nhuận mà anh chị nhận được là đến từ kết quả kinh doanh của doanh nghiệp à, họ đạt được ở trong cái năm đó ở trong cái quý đó và nếu mà họ duy trì kết quả kinh doanh tốt tăng trưởng bền vững thì giá cổ phiếu mặc nhiên sẽ tăng đó là về cung cầu và cũng như là về những yếu tố khi mà đây là một trong những cái lý thuyết mà anh chị phải nhớ thế này là trong một cái bối cảnh mà thị trường nó hoàn hảo đi thị trường tốt đi tất nhiên là thị trường mình không hoàn hảo nhưng mà trong bối cảnh một thị trường hoàn hảo á, thì bất cứ những cơ hội đầu tư nào mà chị thấy được là thị giá cổ phiếu nó thấp hơn so với giá trị nội tại cổ phiếu thì các nhà đầu tư lớn những nhà phân tích người ta sẽ nhận ra và người ta sẽ đầu tư thì khi mà người ta đầu tư vào thì liệu tự nhiên cái giá cổ phiếu lại tăng lên và đẩy cái mức thị giá nó chạm về cái mức giá trị à, thì khi đó chị thấy được là lúc nào cũng như thế nên về bối cảnh nếu mà doanh nghiệp của anh chị thật sự gì đợt đang có định giá tốt đang có sự tăng trưởng tốt thì theo cá nhân em thì nó không bị tác động quá nhiều trong bối cảnh là nếu mà gì, thực sự là cái thông tin đó nó không tác động tới doanh nghiệp của anh chị mà nó chỉ tác động tới tâm lý giao tư thôi anh à, à, chị để đi à, các doanh nghiệp thì họ review kết quả kinh doanh một quý một lần à, nhưng mà giá cổ phiếu thì lại review mỗi ngày nên tất nhiên không thể tránh khỏi những cái diễn biến tâm lý nhà đầu tư à, bị ảnh hưởng bởi thông tin vân vân nhưng mà quan trọng là mình sẽ nhìn nhận nó như thế nào mình tiếp nhận nó như thế nào để từ đó mình có một cái hành động nó phù hợp À, chứ không phải lúc nào mình cũng thấy thông tin xấu rồi mình bán tháo bán để à, mình thấy thông tin tốt rồi mình lao rồi mình mua à, không nên như vậy bởi à, vì theo em ở đây thì cái mức định giá các cổ phiếu thì nó cũng đã chi tương đó là cao rồi à, chỉ có một số cổ phiếu bây giờ thì nó vẫn còn cái mức định giá tương đối thôi à, vẫn còn hấp dẫn thôi và tất nhiên thì nó cũng sẽ còn nhiều cổ phiếu à, đang ở mức giá chiết khấu và nó đang chờ cái tín hiệu dùng tiền của thị trường à, thì khi đó mình sẽ nói sao rồi ha rồi đó là về thị trường cũng như là cái chia sẻ của em à, để anh chị mình có thể là có thêm góc nhìn à, thì hiện tại thì đâu cho bọn em duy trì cái sắc xanh tương đối tốt À, nhìn chung thì tối ngày hôm nay thì em nghĩ là nếu mà có thể giữ được cái này không có một thông tin nào đó liên quan tới cuộc họp của Fed mà nó bất lợi cho phía nhà đầu tư à, thì khả năng cao cái đà tăng sẽ tiếp diễn tới phiên ngày mai anh chỉ thấy là ngay cả những thị trường như là hansen à, đây là thị trường niêm yết à, đây là future thôi thị trường niêm yết của chứng khoán à, hồng kông à, tức là của của cái mã cổ phiếu mà Everin á thì nó cũng đang di chuyển cái sắc xanh tức là về cái vậy thì ở đây người ta cũng đang kỳ vọng cái sự lạc quan nhất định à, với cái thị trường này À, và chúng ta sẽ cùng theo dõi ở à, những cái thông tin kế tiếp và khi có bất kỳ một thông tin chính thức nào à, thì em cũng sẽ cập nhật cho anh chị nhà đầu tư nếu chị nào muốn cập nhật thì có thể tham gia vào đây hoặc là tham gia đúng khách hàng của em là em sẽ đánh giá một cách kỹ càng à, những cái thông tin mà tác động tới thị trường ha rồi bây giờ mình nói về cổ phiếu đi à, nói về thị trường hoài nói về thông tin hoài thì chắc anh chị xem cũng không hay à, thì à, ngày hôm nay thì chắc tiêu biểu ngày hôm nay là chắc có một số cổ phiếu thôi ví dụ như là thép ngày hôm nay tăng điểm tốt thì về cơ bản thép anh chị thấy được là gì nền tảng cơ bản không bị ảnh hưởng Đấy, thông tin của Iverlin có thể là không ảnh hưởng quá nhiều tới thép, doanh nghiệp vẫn có thể duy trì à, xuất khẩu rất tốt ở sang các cái thị trường, giá thép vẫn cứ tăng, à, sự chênh lệch vẫn có. nhưng mà anh chị cũng nhớ cho em một điều mà em cứ nói với chị rồi, tức là giá quặng hiện tại đang giảm, thì giá thép trong tương lai sẽ giảm thôi, nên em nghĩ dư địa các doanh nghiệp thép bây giờ thì em nghĩ nó cũng đang bị ảnh hưởng tương đối, tức là một số cổ phiếu đang chạm cái mức value của nó rồi. À, nên chúng ta cũng sẽ cân đối câu chuyện là tham gia ở đây thì cũng sẽ tham gia cái cái mặt cổ phiếu mà nó đang có xu hướng tốt về về kỹ thuật bởi vì thật ra thì khi mà giai đoạn này tăng thì yếu tố dòng tiền nó quan trọng nhiều hơn à, một số cổ phiếu bây giờ định giá đã cao nhưng mà có thể dòng tiền tốt thì nó vẫn lên tiếp à, ví dụ vậy ví dụ hòa phát là một cổ phiếu mà cái vùng kháng cự quanh 52 rất là khó chịu và hầu như cứ chạm vào 52 là bị tán xuống đây là một trong những cái biểu hiện mà hầu như rất là nhiều anh chị đầu tư đã nắm cổ phiếu này từ cái nền trước đó rồi à, và sau đó cho tới bây giờ nó vẫn tiếp tục tích lũy lại ở đây thì như em nói thì nhìn chung là cái vùng kháng cự này nó khó ở chỗ là trước đó ở đây nó cũng có một cái lượng cổ phiếu khoảng 1 tỷ cổ À, Chia cổ tức nó về thì nó sẽ tạo một cái lực cung à, thì mình theo dõi ở đây thôi em nghĩ là nếu mà có hàng thì cứ follow tiếp tại vì là thật ra thì hòa phát nếu mà xét về được hưởng lợi thì hòa phát phải được hưởng lợi rất là nhiều so với lại uh, hoa sen và nam kim hoa sen và nam kim xuất khẩu tốt không à, nhưng mà hòa xét hưởng lợi rất là nhiều về sự trên lệch uh, giá hrc thép tụ thép cuộn cái nóng á thì ở cái vùng nền này thì em nghĩ là mình có thể follow được ở cái vùng hỗ trợ bên dưới là vùng hỗ trợ tầm giá là 50 À, vùng hỗ trợ pin trên là vùng hỗ trợ lên quan tâm là 50, 52 52 5 đó thì mình có thể chờ quá trình test là ở đây và khi nào nó confirm là cái pin trên khi nào nó confirm là xác nhận xu hướng thì mình có thể mua gia tăng thêm hay à, còn cáp được bán ngày hôm nay thì nhìn chung vẫn không quá lớn nó tạo một cái đánh đuôi chi à, với khối lượng vừa phải tiếp theo là với nam kim nam kim ngày hôm nay nhạy giá hơn lúc nào cũng như vậy nam kim nhà hoa sen luôn luôn nhạy giá hơn so với hòa phát thì ngày hôm nay nam kim bật lại ngay thì ngày hôm qua áp bán là vẫn lớn đến từ thông tin là có à, nội bộ cổ đông họ bán cổ phiếu ra ở vùng giá cao này Tất nhiên thì em nghĩ là Nam Kim em nghĩ là hiện tại có thể duy trì được kết quả kinh doanh đâu đó tốt tới khoảng tầm quý 3 và quý 4 à Nên nếu mà các cái vùng nền giá hay là các cái vùng hỗ trợ tốt thì anh chị có thể cân nhắc cơ cấu với cổ phiếu này Và chúng ta sẽ theo dõi cái nâng dần cái mức chặn lại lên đối với các cổ phiếu mà hiện tại đã có xu hướng tốt Ví dụ như Nam Kim thì anh chị quan sát kem có em 10 á, thường thì cổ phiếu nó chạm em 10 nó bật lên anh chị để ý nè à, Nó có bốn lần, khoảng đâu đó bốn lần, tức là khi mà nó cứ chạm em 10 lại bật lên À, thì chúng ta sẽ chú ý cái đó để biết được vận động chung cổ phiếu là thế nào để từ đó mình sẽ cân nhắc mình cơ cấu và cái danh mục của mình sao cho nó phù hợp ha à, trước mắt thì nam kim cái vùng kháng cự cũ là quanh vùng giá tầm là 46 ở phía trên này à, cái vùng hỗ trợ phía dưới này là cái vùng nền giá luôn là cái vùng hỗ trợ là quanh tâm là 42.3 nó chỉ chị hiện tại có nam kim thì cứ follow tiếp được với cổ phiếu này ha hoa sen thì tương tự hoa sen thì nó nhảy giá hơn giá đóng cửa ngày hôm nay thì gần như là ở mức cao nhất ngày ngày hôm qua thì cũng giảm tương tự với khối lượng lớn ngày hôm nay cũng giảm lại khối lượng thấp hơn ngày hôm qua một xíu cho thấy là nhìn chung thì cái cầu À, nó vẫn còn khá là về chừng ở vùng đỉnh cũ này Phía à, phiên ngày hôm qua cũng như là phiên T3 hàng về thì em nghĩ cũng đã loại bỏ được một cơ số anh chị nhau tư mua phiên break này rồi thì phiên ngày hôm nay là tiếp tục break lên nữa thì có thể là nó sẽ tiếp diễn cái quá trình mà tích lũy ngắn hạn là ở đây và tất nhiên nó cũng sẽ giống như nam kim là test lại cái cung lân quanh cái vùng kháng cự là tầm 48 ở phía trên này đối với hoa sen hay nam kim thì vẫn là doanh nghiệp tốt em nghĩ là à, cái vùng hỗ trợ cứng của nó là cái vùng hỗ trợ và đỉnh cũ á, là quan tâm là 43.3 43.4 thì đây là vùng hỗ trợ hầu như là sẽ có cầu đỡ giá rất là tốt ngày hôm trước khi mà chạm về đúng 3 5 á, thì giá cổ phiếu bật lại ngay ở à, đó cũng là một trong cái động thái mình sẽ cân nhắc được nếu mà chị tham gia ở gần cái vùng nền này nè ở gần cái vùng hỗ trợ này thì cái xác suất rủi ro của chị là không cao phiên ngày hôm nay bật lại như vậy thôi thì em nghĩ ngày mai có thể test lại ở à, đâu đó vài phiên tới có thể test lại cái mốc thanh quanh giá tầm là 45 45.3 À, thì khi đó mình sẽ theo dõi cái quá trình test tại cung cầu ở đây thế nào thường thì ở giai đoạn này sau khi một cái nhịp rơi như thế thì nó sẽ có hai ba nhịp thường là sẽ hai hai nhịp trở lại à, để mình cân nhắc rồi tiếp theo là với à, test thì có tên này ngày hôm nay nhiều cổ phiếu Bomina SMC à, đa phần được duy trì cái sắc xanh tương đối cũng đang gọi là lấy lại đà giảm hôm qua thôi chứ chưa thực sự là tăng quá mạnh à, nhưng mà đó cũng là một trong những cái tín hiệu cho thấy là cái nhóm ngành này hiện tại đây thể hiện rất là tốt à, ví dụ như con SMC đi anh chị thấy liên tục khi mà test test cái gáp lại thì nó lại không lắp cái thấy một điều là nó không lắp gáp không à nó luôn luôn giữ cáp này thì đó là một biểu hiện cho thấy nó đang muốn tách rời hai cái vùng giá đây là vùng giá phía trên này và vùng bắp là cái vùng giá ở phía dưới này thì khi mà họ đang chấp nhận mua cái giá cao như thế thì đây cũng là một động thái cho thấy cổ phiếu này khá là khỏe à, khá là khỏe SVC thì lợi thế là à, sẽ còn hai cái nhà máy đi hoạt động thì nó sẽ giúp tăng công suất đó giống như thời điểm của con hoa hòa phát cái giai đoạn mà À, xây dựng cái nhà máy du quốc lần một đó, thì sắp tới à, thì hòa phát nó sẽ có những động thái liên quan tới việc sản xuất container à, đây là cái mà đã nói từ năm ngoái rồi à, khi mà họ sẽ đưa ra quyết định là sản xuất container để có thể thực hiện một cái chu kỳ, cái chu trình khép kín bên cạnh đó thì năm tới thì khi mà cái du quốc 2 đi vào xây dựng à, và khi đó khi nào mà hoàn thành đó, thì nó cũng sẽ góp phần à, góp một cái phần rất là lớn và cái phần sản lượng của hòa phát à, sản sinh thì đây là một chuyên doanh nghiệp mà hiện tại có thể nói là gì à, có cái lợi thế cạnh tranh so với Việt Nam so với các doanh nghiệp ở cùng ngành rất là nhiều rồi cái biên lợi nhuận gộp họ phải rất là cao à, nên khi mà cái giá à, cái giá sản xuất ở Việt Nam mà đem ra quốc tế á, thì đang đang được hưởng một cái sự chênh lệch giá rất là lớn rồi tiếp theo là với thép thì mình nói sâu như vậy thôi anh chị chú ý thêm các mốc hỗ trợ hay là mình biết được các mốc nào thì từ đó mình chú ý ha mà mình theo dõi À, và nhìn chung thì mình nói một tí về ngân hàng đi ngân hàng thì ngày hôm nay có những cổ phiếu như việt cơm việt cơm thì cái đà tăng ngày hôm qua nó vẫn thiếu sự uh, thiếu thời gia tăng từ khối lượng và nhiều nói với anh chị là việt cơm hiện tại thì vẫn sai quay thôi chưa thực sự hình thành một xu hướng đâu nên ngắn hạn thì nó vẫn cứ lình sình ở đây thôi rất là khó để bật lên được ngay uh, nó đang được hưởng lợi bởi thông tin về việc là tăng vốn cá nhân em nghĩ thì uh, một cổ phiếu như những cổ phiếu mà ngân hàng nhà nước á, thì ít khi nào có động lực để kéo giá trừ khi mà nó có những cái xu hướng ví dụ như là uh, thông qua các cái hoạt động À, liên quan tới tăng vốn hay là các cái game vân vân nên thường thì các cái ngân hàng thương mại cổ phần đó, thì nó tăng tốt hơn, nó thường tăng tốt hơn. Bởi vì các ngân hàng thương mại cổ phần thì nó tạo được nhiều câu chuyện uh, liên kết với các doanh nghiệp vân vân à, để từ đó có thể là tạo ra các cái câu chuyện để kéo giá thúc đẩy giá cổ phiếu à, nên đó là một, một cái mình sẽ chú ý khi mà mình tham gia nhóm ngân hàng. À, đó là lý do vì sao mà chúng ta thường tập trung nhiều hơn vào nhóm ngân hàng thương mại cổ phần là những ngân hàng mà nó có cái hoạt động kinh doanh tốt, à, cái biến động giá nó nhạy so với thị trường à, thì cái mức sinh lời của anh chị sẽ cao hơn tết cơm thì ngày hôm nay lắp gáp thôi đa phần ngân hàng ngày hôm nay lắp gáp thì khả năng cao sẽ tiếp tục duy trì là quanh cái vùng này như tết cơm thì em nói cái mốc quan trọng là mốc quanh năm mươi cái mốc 50 là cái đường neckline của cái hai đáy trước đó đi. nếu mà test lại vài phim mà giá mà vẫn giữ trên 50 đó là rất là tốt à, thì khi đó mình có thể kỳ vọng giai đoạn sau đó tết cơm bay nó quay về lại được trên cái vùng à, cái vùng tích lũy phía trên này đây là cái vùng mà rất là nhờ chị mình kẹp hàng giai đoạn trước đó khi mà mua ở sideway quay. À, và sau khi đó break fair xuống thì bây giờ nó đang có những cái động thái là tiến về cái vùng nền trên này là cái vùng giá thành năm một tới năm mươi hai đó thì chị chú ý cho em ha tiếp theo là với uh, MB mà B thì ngày yếu hơn, mà bê thì nó yếu hơn Techcom, nên chị để ý. giá cổ phiếu cơm nó đã vượt qua được cái đường neckline rồi, tức là cái biên giữa giữa hai cái vùng đáy ấy, thì cổ phiếu này vẫn đang gì, vẫn đang dao động xa quay ở nửa biên dưới, thì cái vùng kháng cự phía trên này của cổng B là vùng kháng cự tầm 28.5 và cái nhóm ngân hàng theo cá nhân em nha, thì hiện tại nhiều cổ phiếu đang có mức trí khấu tốt, à, nhưng mà để nói mà ngắn hạn tăng được liền ngay ấy, thì cực kỳ khó là bởi vì không có dùng tiền. Đấy. Thì câu chuyện ở đây em nghĩ là gì, cái cổ phiếu này nếu anh chị nào mà có xuống đầu tư lâu dài thì có thể cân nhắc được dần. À, với một số cổ phiếu mà khi đã có chiến khấu tốt bởi vì cái câu chuyện mà các doanh nghiệp đó, như em nói với anh chị các doanh nghiệp mà sau cái đợi cái kiểu cái, cái cuộc mở rộng lại kinh tế thì khi đó thì họ sẽ có gì à, sẽ có sự nhu cầu về vốn vay thì giúp cho các ngân hàng tăng trưởng tín dụng đúng không à, thì đó cũng là một trong những cái động lực có giúp cho cái kích hoạt kinh doanh mà sau khi mở cửa lại cái nền kinh tế này à, trước à, trong cái bối cảnh là giãn cách như bây giờ thì cái đó sẽ hỗ trợ các ngân hàng à, tăng à, tăng cái phần doanh thu cũng như là phần lợi nhuận của họ đặc biệt là với cái ngân hàng mà hiện tại đang quản lý các nợ xấu tốt và những cái cơm là ví dụ như là BB vân vân thì đó là những hẹn đánh giá rất là cao à, ACB ACB thì cũng đang lên quanh cái vùng giá tầm là 31 32 thôi à, Nhìn chung thì vẫn yếu à, cây nến ngày hôm nay thì đồng cây doji đi kèm khối lượng thấp cho thấy là được bán không mạnh đâu à, thì đa phần nếu mà đang có hàng nhóm ngân hàng thì vẫn đang chờ và bị đây là vùng hỗ trợ rồi thì mình chỉ chờ cái cái mực lượng của nó thôi hay là mình sẽ mua giá tăng thêm với các cổ phiếu mà nó phải ứng tốt đó. chúng là với VB À, VB là một trong những cổ phiếu mà em đánh giá là đang có sức mạnh giá rất là khỏe ở giai đoạn này. Thì chú ý nhé, cái vùng hỗ trợ lên quanh ở hiện tại của VB là vùng hỗ trợ là tầm giá là 60 66.8. À, quanh 66.8 thì đây là cái vùng hỗ trợ gì đỉnh cũ trước đó của nó mà nó đã vượt lên trên rồi. Thì cái phiên ngày mai là phiên T3 hàng về. Nếu phiên ngày mai mà giá vẫn giữ lên quanh đây thì nghĩa là tốt với cổ phiếu này. Hiện tại VB thì chúng uh, chung thì trước đó cái diễn biến giá của nó người ta là không đánh giá cao kể từ khi mà cổ phiếu này thả volume tức là gì nó không quay thanh khoản nữa thì đó là một trong những động thái cho thấy là họ đã bắt đầu xả dần hàng ở giai đoạn phía sau này thì với cơ bản là cái vùng kháng cự hiện tại đỉnh cũ là quanh 70 thì em kỳ vọng là nếu mà nó test lại tốt cái mốc 66.8 này thì hoàn toàn có khả năng chinh phục là cái mốc kháng cự phía trên là mốc tầm 70 tới 72 điểm ở phía trên này bởi vì hiện tại cũng có khá là nhiều câu chuyện hỗ trợ ví dụ sắp tới là có gì chúc nguyên cổ tức à, hay là về việc à, trong giai đoạn tới thì có thể là IPO vân vân hay là bán một số những cái hợp đồng bank liên quan tới các cái thu nhập khác ngoài lãi phai À, thì đó là một trong những câu chuyện mà VB đang tạo ra à, để có thể thu hút dòng tiền từ phía nhà đầu tư thì cá nhân em nghĩ thì nó cũng đủ hấp dẫn và cái vùng, với cái vùng giá hiện tại cũng như là với cái động thái giá gần đây nếu mà test lại cung cầu tốt thì mình có thể cân nhắc được với cổ phiếu này à, tiếp theo là với một số cổ phiếu khác như SHB chú thì nó yếu hơn một xíu bởi vì đây là cổ phiếu mà theo cá nhân em thì nó bị điều tiết khá là nhiều mà bị ảnh hưởng khá là nhiều bởi cung cầu nên cái lượng cung nhỏ lẻ đeo bám rất là nhiều mình sẽ chú ý thêm giai đoạn sau thôi liên việt thì cũng vậy liên việt thì khả năng có thể lắp lại gáp ở trong phiên nay mai à, cái gáp hiện tại là quanh vùng giá tầm là là 22.6 2.5 2.6 có thể test lại trong vài phiên tới yeah. thì đa phần là đang test là đáy thứ hai thôi vẫn là cái điểm cành ở đây là vùng kháng cự chơi là một cái cự tầm 23.5 à, khi nào mà nó vượt lại cái biên chơi tầm 23.5 thì khi đó có thể là cái dòng tiền nó tham gia tốt hơn à, nó kéo vào tốt hơn đối với nhóm cổ phiếu này rồi à, đó là một số cổ phiếu ngân hàng nhà BIDV à, đây cũng test lại hai đáy thôi à, cái phim break ngày hôm trước bị fail, break lên mở gáp ra, đa phần ngân hàng mở gáp ra thì bị fail ở ngày đó bởi vì khối lượng không đủ khối lượng là một trong những nguyên tố tiên quyết để chỉ biết được ở giai đoạn phía sau này thì em nghĩ là đang chờ test là cái đường neckline đây thôi ở đây cũng là một trong những mô hình tạo hai đáy à, hai đáy khá là tốt là quanh cái vùng kháng cự ở đây là cái vùng kháng cự là tầm 40.4 anh à, em mà giá cổ phiếu quay ngược lại trên đó vượt lên trên cái biên đó thì đó sẽ là một kỳ vọng ở trong ngắn hạn đối với doanh nghiệp này à, tiếp theo là với một số cổ phiếu khác ở những bất động sản thì DG mình nói rồi DG hôm trước nằm bàn về cái vấn đề là À, phát hành cổ phiếu riêng lẻ rồi đúng không ảnh hưởng tới lợi cổ đông thì khi đó nó thực nó xuất hiện một cái lực bán tương đối thì ngày hôm nay khi mà cổ phiếu nó quay về cái vùng hỗ trợ dưới này thì đã có lực cầu đỡ giá lên tất nhiên thì lượng cầu này là chưa đủ để có thể cổ phiếu bật lại ngay nhưng mà chúng ta thấy được là cái kịch bản tích cực nhất mà DG dựng ra là kịch bản mà nó sai quay lại trên cái vùng ở trên này à, tức là sau khi mà nó vượt được một cái đền tảng dài ấy, thì nó cũng đã tăng rất là tốt rồi à, thì khi mà vượt đền tảng dài như vậy và ở giai đoạn phía sau này thì nó vẫn test lại cái đỉnh thứ hai thất bại đây đỉnh đầu tiên đỉnh thứ hai thất bại thì mình có thể kỳ vọng được là một cái nhịp sai quay lại trong giai đoạn này À, thì nó sẽ tốt hơn cho cổ phiếu này thì cá em nghĩ thì mình theo dõi thêm thôi bởi vì thật ra sau khi mà xuất hiện một yếu tố thông tin xấu à, cũng như đi kèm với thị trường xấu thì khi đó thì những cổ phiếu này mình sẽ nên tránh à, sẽ nên tránh và chất lượng tài sản ở DG thì vẫn tốt thôi nên khi đó thì mình sẽ cân nhắc cái câu chuyện là nếu mà nó có vùng cân bằng là ở đây tốt bên cái vùng hỗ trợ này giữ giá tốt thì mình mới cân nhắc cái việc là giải ngân với các cổ phiếu này à tiếp theo là với ngày hôm nay có gì chúng ta có hai đô ngày hôm nay ta rất là tốt hai à, đô thì ngày hôm nay chỉ là phi t hai sau nhịp rác thôi nhưng mà điểm tích cực của hai đô ngày hôm qua mình nó nói rồi tức là gì cái lượng giảm cái khối lượng giảm là không lớn thì về các bạn một cáp được bán như vậy mà khối lượng giảm không lớn cũng cho thấy được một cái điều à, là cái lượng cung ở đây đến từ phía là nhà từ cá nhân là chính tôi thì hiện tại giá cổ phiếu đóng cửa mức cao nhất ngày cũng như đang tiệm cận về cái vùng kháng cự phía trên là quan tầm 59 60 à, vùng giá 60 này thì nhiều khả năng à, có thể phiên ngày mai nó sẽ chỉnh giá là quanh đó để kiểm tra lại cung cầu thì nó chị đang có hàng thì cũng chú ý với cổ phiếu này luôn chị ha thì điểm tích cực của nó nó mới vừa vượt qua được cái đường neckline ở đây là cái đường giữa hai cái đáy này, này đáy đầu tiên đáy thứ hai này cái đường giữa hai đáy là quanh vùng giá tầm là 57.5 thì đã vượt hẳn lên trên nó trong phiên ngày hôm nay đi kèm với khối lượng cũng tương đối là cao đó là một cái động thái hỗ trợ rất là tốt cho cổ phiếu này kháng cự trên là quanh vùng giá tầm là 60.5 à, vùng hỗ trợ dưới này thì có thể đó là quanh vùng giá tầm là 57.3 đó thì khi mà nó quay về đây sẽ có lượng cầu đợi giá bật lên trở lại cho nó rồi à, NTL À, ngày hôm nay thì bật lại test lại cung cầu thôi sau phim mà bị fail rack ngày hôm trước đây ngày hôm trước là fail rack phim ngày hôm nay là phim tay bay hay về à, bay hay về thì cho thấy cái lượng cung cũng nhiều đó nhưng mà cái lượng hấp thụ rất là tốt khi mà giá cổ phiếu đóng cửa mức cao nhất ngày. ở à, bên cái vùng hỗ trợ này thì hỗ trợ hiện tại của con ntl là quanh là vùng giá tăng là 33.9 à, thì mình sẽ chú ý thêm à, rồi một số cổ phiếu khác chị cần lưu ý ví dụ như là gì à, nam long Đấy. Hay là à, bất động sản thì hôm nay có con cái hdc tăng rất là tốt cổ phiếu này thì là một cổ phiếu mà hầu như không bị ảnh hưởng bởi cung cầu thị trường nếu mà anh chị nào mà có nhu cầu thì cũng có tham khảo với các cổ phiếu này tức là khi mà anh chị quan tâm nhiều tới không quan tâm nhiều tới các cái diễn biến thị trường đó, thì đây cũng là một trong những cổ phiếu rất là lý tưởng thì đối với HDC thì anh chị mua có thể là theo dõi cái mốc là MA20 đó nó thường nó test là cái mốc đó và như em thì em để ý là thường sau một cái gì break lên thì nó sẽ có nhịp chỉnh lại sau đó thôi thì mình theo dõi giai đoạn phía sau này nhưng mà đây là một doanh nghiệp tốt và có cái nền tảng cơ bản nền tảng cơ bản tương đối là ổn định à, thế là với dầu khí đi BSR Do khi ngày hôm nay test lại biến dưới, ngày hôm nay đa phần test lại cái vùng kênh dưới của nó thì nếu mà ví dụ BSR mà ngày hôm nay giữ giá được trên cái mốc là 17.6 là tôi nói tốt rồi. À, khi mà giải đóng cửa mức uh, gần như là cao nhất ngày tạo đuôi đánh dài. À, khối lượng thì không quá cao, đồng nghĩa với việc là cái lượng cung cũng tương đối không quá là nhiều. Nhưng mà theo dõi thêm ở vài phiên tới mình sẽ xem là giá có duy trì được ở lại trên cái mốc MA50 ở đây hay không. À, bởi vì cái mốc MA50 sẽ là cái vùng trợ thủ tốt cho cổ phiếu giai đoạn sau này. Đó. À, chúng ta là bởi BFS này. BVS ngày hôm nay cũng bật lại rất là tốt sau cái phiên giảm điểm ngày hôm qua và hầu như hấp tụ là cái giảm điểm ngày hôm qua thì giai đoạn này hầu như cái cổ phiếu như là BVS, BVD thì anh chị cũng sẽ cẩn trọng cái câu chuyện là kết quả kinh doanh của họ bởi vì thực sự nó không quá tốt anh à, chị phải lưu ý như vậy à, trong một thời gian như thế này đặc biệt là bối cảnh dịch bệnh kéo dài thì cái việc à, cho thấy các cái dàn khoan của à, cũng như thực hiện các cái dự án từ BVS cũng bị ảnh hưởng rất là nhiều à, nó sẽ ảnh hưởng phần nào đó tới lợi nhuận của các doanh nghiệp này ở trong tương lai à, và chúng ta sẽ theo dõi thêm cái động thái nhóm này đối với em thì nhóm này sẽ là một trong những nhóm mà khi mà thị trường bước vào cái chu kỳ cuối tức là chu kỳ cuối thì những nhóm này là những cổ phiếu có thể chạy tương đối mạnh à, bởi vì cái ngành năng lượng là một trong những ngành mà có thể nói là gì à, nó xuất phát điểm cho cái sự phục hồi kinh tế cũng như là cho cái giai đoạn mà chúng ta cần chú ý khi tức là khi đó cái giá thành của các sản phẩm về năng lượng sẽ tăng rất là nhanh và mạnh đó là lúc nào cũng như vậy thôi sau khi mà suy thái bởi vì cái nhu cầu thị trường nó tăng đột biến rồi baby thì mình theo dõi cho em quanh cái vùng hỗ trợ hiện tại tại cái vùng hỗ trợ mà ngày hôm nay lấy ra được từ vùng hỗ trợ lên quan tâm là 27.5 ở trong những phiên tới mà xem phải thế nào nhưng chung thì phiên ngày hôm nay chưa thể nói điều gì hết khi mà thị trường bật lại từ cái vùng hỗ trợ thôi nó cũng đôi khi nó mấy yếu tố kỹ thuật thì mình sẽ theo dõi thêm cái yếu tố tâm lý cũng như là hành động phiên ngày mai như thế nào nha à, chúng ta là với một số những cổ phiếu khác ở các nhóm ngành à, bây giờ chị có thể để tâm qua chúng ta thấy được là về về nhóm thủy sản đi vì ngày hôm nay có VHC test lại tốt này À, nhiều cổ phiếu ngày hôm nay tất là rất là tốt vì dù thì đó là vùng hỗ trợ quanh đó đâu đó tầm 48.5 và nếu mà chúng ta nhìn cái nền tảng dài ấy, thì cái đó cũng là định đỉnh cũ trước đó của nó à, nó không cách quá xa so với nền đây là một điểm mua mà hầu như rất là an toàn cũng như là gì rủi ro khá thấp cho một số anh chị nhà tư bởi vì đơn giản thôi bởi vì à, khi mà chị mua ở gần cái vùng nền thế này ấy, thì khi đó nếu mà trong bối cảnh mà trường hợp xấu à, thì khi đó mình sẽ dễ dàng à, mình có theo dõi được với các cái mặt cổ phiếu này à, tại vì sao bởi vì khi mà chị đặt ra một cái mức stop loss thì chỉ là 7% đấy, cái vùng giá chị mua là gần nền đi thì bây giờ giá cổ phiếu có xấu diễn biến có xấu thì khả năng cao nó về nền đó thì cái lượng cầu đợi giá cũng sẽ nhiều à, nên chị chú ý cho em ha rồi tiếp theo là với à, mà BC này một số những cổ phiếu như đang xây nền lại thôi đây à, đang xây nền lại như VGT ngày hôm nay chịu áp lực bán thu nói mạnh VGT thì cái vùng hỗ trợ mạnh là quanh giá tầm 20.5 đó đó là cái vùng mà ngày hôm trước cái vùng nền tảng già nó vượt qua được và ngày hôm nay thì giá đóng cửa thì vẫn duy trì ở dưới mức 20.5 À, khá là xấu khối lượng ngày hôm nay cao duy trì đưa đến thì cũng cho thấy lượng cầu bắt đáy nhiều à, nhưng mà anh chịu nắm giữ cổ phiếu này thì có thể là theo dõi nhiều ở giai đoạn sau này đặc biệt là các cái nhịp test là hẹp T3 à, khi mà các lực bán ngày hôm nay cũng rất là lớn so với các doanh nghiệp khác bị thực tế đó nó khỏe thì nó không giảm sâu như vậy đâu à, thường cuối phiên nó cũng sẽ kéo rồi nếu mà giữ giá như vậy thì nó cũng tương đối là xấu vĩ bớt ở giai đoạn này rồi chúng ta là với một số doanh nghiệp khác à, chúng ta cần lưu tâm nha à, thì à, cá nhân em thì em nghĩ là anh chị sẽ nên chú ý nhiều à, tới một số doanh nghiệp mà đang hưởng lợi ở giai đoạn này ví dụ như là về công nghệ À, ví dụ bán lẻ hay là một số doanh nghiệp khác à, mà nhìn chung thì là ít bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh à, thì khi đó mình sẽ an toàn rất là nhiều à, rồi à, khu công nghiệp thì ngày hôm nay nhiều cổ phiếu ví dụ như là à, có ITC ngày hôm nay bật lại xanh này sau các phiên áp lực bán ở trong đầu phiên ngày hôm nay hay là một số cổ phiếu như là KBC ngày hôm nay cũng tăng rất là tốt à, nhìn chung KBC là một doanh nghiệp mà em đánh giá là trong quý hai à, trong giai đoạn năm hai sắp tới thì nó cũng sẽ có à, nhiều cái à, để chúng ta cân nhắc được tức là ở trong 2022 nghìn khi mà một số dự án đi vào hoạt động thì có thể giúp cho cái phần lợi nhuận của doanh nghiệp nó cải thiện tương đối nhiều ở trong giai đoạn này à, thì đó với em thì vùng hỗ trợ quan trọng là quanh giá tầm là 40 40.5 nếu chị nào mà có tức là muốn cơ cấu cổ phiếu này thì nên canh quanh cái vùng hỗ trợ đó bởi vì đó là vùng là tại già của nó thì cái độ rủi sẽ không cao ha. À. tiếp theo là với một số doanh nghiệp khác ví dụ chúng ta để ý là gì à, giai đoạn này thì nhiều cổ phiếu đầu cơ nhiều cổ phiếu penny tăng điểm nên khi anh chị cơ cấu thì có thể là mình, chúng ta gì dành một cái phần để tham gia các cái nhóm cổ phiếu đó và tất nhiên thì cũng để phân tích đánh giá một số à, những yếu tố về kỹ thuật để mình hiểu được câu chuyện bên trong như thế nào. À rồi, à, rồi đó là một số nhóm ngành mà em đi qua cũng như giúp anh chị mình có thể góp nhìn về thị trường. Tất nhiên là sẽ có nhiều nhóm ngành khác à, nhưng mà mình đi qua như vậy để anh chị à, phần nào đó hiểu được thị trường đang vận động thế nào cũng như là một số cái chia sẻ cá nhân của em. À, cảm ơn chị rất là nhiều à, vì đã theo dõi video. À, xin chào, gặp lại anh chị ở những video kế tiếp và chúc anh chị buổi tối tốt lành.